khởi tố vụ án vô ý làm chết người khiến một trẻ mầm non tử vong. Trước vụ việc một trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, ngay trong đêm ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo cơ quan công an, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 5, công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh A, sinh năm 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, về việc cháu hát, sinh ngày 20 tháng 9 năm 2019, là học sinh lớp 4 tuổi trường mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Công an thành phố phối hợp viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Bước đầu xác định, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, anh L, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu hát và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh A là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc thương tâm trên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết mẹ cháu hát đang đi lao động ở nước ngoài, cháu ở cùng bà ngoại. Tối ngày 29 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với công an tỉnh. Công an thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố ngay vụ án nghiêm trọng này. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Đồng thời, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé tử vong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngay văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.